Xin chào mừng các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Ở video này thì em xin phép được giới thiệu lại cho các bác anh em một sản phẩm về loa siêu chép. Đây là phiên bản của Boss. Video em đã giới thiệu phiên bản này cách đây 1 năm rồi và nhận được rất là nhiều những sự ủng hộ của các bác anh em mọi miền Tổ quốc. Đây là cũng là một trong những dòng loa chép mà em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Lý do thì nó có rất là nhiều và xin phép được kể tới là thứ nhất là vì cái thiết kế đẹp, độc lạ và rất là đáng trưng bày. Và thứ hai nữa là cái tiếng chép của nó rất là hay. Em không thể nào dùng cái lời lẽ nào để miêu tả tiếng chép của nó được. Chỉ có những anh em nào mà đã chơi qua rồi thì mới cảm nhận được. Cũng có thể dùng vài từ để chúng ta miêu tả tiếng chép này, nó rất là mịn, tơi, sạch sẽ, chi tiết và sống động. Còn cái thứ ba nữa đó là cái khiến cho cái chép này bán rất là chạy, đó là chính là cái giá của nó rất là phải chăng. Giá của nó chỉ có 750.000 đồng một cặp này. Tuy nhiên phiên bản trước thì bọn em bán là chưa có tiền ship, nhưng nhân dịp bệnh dịch này bọn em sẽ bao ship luôn cho các bác anh em mọi miền Tổ quốc nhé. Giá 750.000 bao ship luôn cho các bác anh em về tận nhà. Về quay trở lại về cái hình dáng, bọn em sẽ giới thiệu lại cho các bác anh em, những ai mà chưa được biết thì đây là một trong dòng loa chép mà sử dụng là chép giấy. Đặc điểm những dòng loa chép giấy thì tiếng rất là mịn này, tiếng rất là tơi này và đanh tiếng. Đặc biệt là phiên bản của những dòng loa chép giấy thì tiếng nó không bị chói, không bị làm chúng ta cảm giác bị đau tai trong quá trình nghe trong thời gian dài. Và điều đặc biệt là những dòng loa chép giấy thì đặc biệt phù hợp cho anh em nào mà nghe nhạc ấy, những cái bản nhạc nhẹ nhàng, tư dương trữ tình, nhạc không lời như này thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Chúng ta có thể thấy được cái giải âm sắc của những nhạc cụ đó, nó gãy ở những cái tiếng nhạc cụ đó, ở những giải cao nó rất là lách cách len keng, nó rất là thích. Đây thì nó có một cái căng bằng sắt ở phía trước này và một cái logo Boss bằng kim loại, anh em có thể thấy được một đường viền bằng kim loại cũng rất là đẹp sang trọng. Ở phía dưới đây có một hệ thống chân đỡ, và chân đỡ này thì chúng ta ngoài cái việc là đỡ cho cái loa chép này thì nó còn có khả năng nâng điều chỉnh được cái hướng phóng của chép nữa. Và điều đặc biệt phiên bản này thì có thiết kế rất là độc lạ mà khiến rất nhiều anh em thích thú, đó chính là hệ thống phân tần phía sau. Anh em có thể thấy được là đây là một cuộn cảm và hai cái tụ điện nó ghép lại với nhau, nó thành một cái hệ thống đằng sau như này, nó phơi như này luôn. Đấy, nguyên bản nó như vậy nhé, không có chế cháo, không có chỉ sửa gì cả. Đấy, phiên bản này thì nó có sẵn phân tần như này thì các bác anh em yên tâm là đấu trực tiếp vào âm ly hoặc đấu trực tiếp vào cụm đẩy như em đang đấu đây. Em đang đấu thực trực tiếp vào cụm đẩy này và ghép cùng với cặp loa full bass 30 này các bác nhé. Đấu thẳng trực tiếp luôn, anh em chơi thoải mái vì nó đã có hệ thống phân tần và chống cháy, và nó cũng tách luôn cái giải siêu chép để chỉ đưa giải siêu chép đưa ra loa đây, mà chép này thôi. Đấy, nhà sản xuất người ta thiết kế như vậy rồi. Và đây thì nó có sẵn hai cầu đỏ đen, cọc đỏ cọc đen, anh em muốn đấu trực tiếp cứ đấu âm vào âm, dương vào dương, đúng trình tự như vậy là xem nó hoạt động được bình thường. Ở phiên bản này có thể chơi được vừa nghe nhạc vừa hát karaoke anh em nhé. Và cái thông số kỹ thuật của nó thì là 8 ohm và 200W, và cái thông số này để chúng ta tham khảo thôi, em xin giới thiệu cho các bác anh em, giải thích cho các bác em để anh em hiểu được 8 ohm là công suất của những dòng loa bình thường. Còn khi chúng ta phối ghép với những dòng loa chép này, các bác anh em yên tâm phối ghép, không cần phải lo về vấn đề trở kháng. Chúng ta có thể ghép 5, 7 quả, 10 quả chép vào một kênh của cục đẩy cũng không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Riêng loa chép thì nó không ảnh hưởng gì về vấn đề trở kháng. Còn với lại công suất, ở đây nhà sản xuất ghi là 200W. 200W đây chúng ta hiểu rằng là công suất chịu đựng chứ không phải nó phóng cả 200W ra các bạn nhé. Là công suất chịu đựng có nghĩa là dòng loa chép này nó có thể đánh với âm ly công suất 200W, đánh liên tục trong vòng 1 tiếng thì khả năng mới cháy được các bác nhé. Còn lại là chúng ta phải hiểu rằng là nó có thể nó chịu đựng được với những công suất lớn. Và cuối cùng thì cái điều quan trọng nhất đó là những đôi loa chép này thì đó chính là cái chất âm. Phải khẳng định một lần nữa cái chất âm của nó rất là đáng chơi. Trong tầm giá 750.000 đồng như vậy thì em sẽ khẳng định là nó không giống như những dòng loa chép 200.000-300.000 hay 400.000 chúng ta hay mua ở ngoài chợ đấy. Thì đánh nó rất là chói và rất là khó chịu khi đặc biệt là chúng ta nghe trong thời gian dài. Còn với những loa chép này anh em có thể vô tư nghe cả ngày, nghe thoải mái mà không chán. Đặc biệt là khi khoảng cách nghe gần, chúng ta đặt ở gần cái vị trí người nghe thì vẫn cứ thoải mái vô tư các bạn nhé, nghe thoải mái trong thời gian dài. Và để cho các bác anh em có thể cảm nhận một lần nữa chất âm của đôi loa chép Boss trước mặt các bác anh em đây thì xin vui lòng ngồi xuống đeo tai phone để thưởng thức chất âm một lần nữa. Các bác anh em xem video này thì nhớ cho một cái like nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Rồi, xin cảm ơn, xin mời các bạn.
chatbot này, bọn em còn có những mã chat khác nữa, ví dụ như là chat Pioneer X200 vỏ gỗ đằng sau đây. Anh em có thể tham khảo, đây dòng loa chat Pioneer cũng bán khá là chạy trong thời gian vừa qua. Đương nhiên là đắt hơn thì nó sẽ hay hơn và đẹp hơn. Tiếp theo cao cấp nữa thì bọn em có dòng loa Bose SA7, cũng là hàng Mexico các bạn nhé. Mexico thì con này là hay nhất cho thời điểm hiện tại. Thì giá con này là 3 triệu đồng một cặp. Hay nhất trong các loại mà em được biết, sử dụng chép neo, tiếng rất sáng mịn. Còn những dòng này thì nó sử dụng là chép titan, cũng 200W, hàng của Nhật Bản. Và đây là đôi loa chép Bose Mỹ. Còn mọi chi tiết thì các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình: 0975386726 hoặc 0963866622. Chúng em sẽ gửi hàng về tận nhà, nhận hàng thì các bác anh em thanh toán nhé. Rồi, cuối cùng thì xin chào các bác anh em. Các bác anh em nhớ cho em một cái like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải. Sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Kính chúc các bác anh em nghe nhạc vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.